quý khán giả đang trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Tin tức đã cho hay Fed Hoa Kỳ tăng lãi suất thêm 0.5 điểm phần trăm. Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, báo hiệu rằng cuộc chiến chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương còn lâu mới kết thúc. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã bỏ phiếu tăng lãi suất vay qua đêm thêm nửa điểm phần trăm, tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong vòng 40 năm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã lao dốc trước tin này, giảm gần 500 điểm ngay sau thông báo vào buổi chiều, nhưng sau đó đã hồi phục nhẹ lên. Thực vậy, nền kinh tế của Hoa Kỳ đã bị kìm hãm bởi lạm phát tồi tệ nhất kể từ đầu những năm 1980. Điều này đã thúc đẩy các hành động tích cực của Ngân hàng Trung ương. Tỷ lệ này làm tăng nguy cơ gây ra suy thoái và nhiều nhà kinh tế đã dự đoán một cuộc suy thoái nhẹ trong nửa cuối năm tới. Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Hoa Kỳ là 7.1% trong tháng 11, vẫn cao hơn 3 lần so với mục tiêu của Fed là khoảng 2% để giữ cho nền kinh tế ổn định. Nhưng lạm phát tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 12 năm 2021, lạm phát vẫn còn dai dẳng, được thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng hôm thứ Ba, cho thấy giá thực phẩm tiếp tục tăng, gây căng thẳng cho ví tiền của hàng triệu gia đình đang phải vật lộn để kiếm sống qua ngày. Giá thực phẩm vốn đã ở mức cao lịch sử, đã tăng 0.5% trong tháng 11 so với tháng trước. Giá lương thực tăng 10.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, thì Hạ viện của Hoa Kỳ vừa thông qua một ngân sách để chính phủ có thể hoạt động thêm một tuần nữa. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 14 tháng 12 thông qua một dự luật về ngân sách tạm thời đủ để chi tiêu trong một tuần, là hành động để nhằm giúp cho các nhà lập pháp có thêm thời gian thông qua dự luật cấp đầy đủ ngân sách cho chính phủ liên bang trong toàn bộ năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. Biện pháp chấp vá này là điều cần thiết để tránh việc phải đóng cửa một phần các cơ quan liên bang, mà về lý thuyết sẽ bắt đầu xảy ra hôm 17 tháng 12 nếu không có ngân sách tạm thời. Dự luật được thông qua với 224 phiếu thuận, 201 phiếu chống. Phần lớn tuân theo đường lối của đảng phái, nhưng trong đó có 9 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu thuận cho dự luật này. Các nhà đàm phán hàng đầu tại Quốc hội Hoa Kỳ đã công bố hôm 13 tháng 2 là họ đạt được một thỏa thuận cơ bản về dự luật ngân sách trọn gói cho cả năm. Họ không tiết lộ số tiền mà họ đã đồng thuận, tuy vậy có dự báo là số tiền có thể lên tới 1.500 tỷ Mỹ Kim của năm ngoái. Richard Shelby là trưởng nhóm đàm phán của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện cho biết gói này sẽ được giữ lại trước ngày 23 tháng 12. Ngoài việc cấp ngân sách cho chính phủ Hoa Kỳ thì gói này còn dự tính sẽ bao gồm cả viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga và một dự luật cải cách quy trình chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Và thống kê đã cho hay doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ thấp hơn dự tính trong tháng 11. Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ giảm trong tháng 11, thấp hơn ước tính của các nhà phân tích, theo dữ liệu được Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm. Doanh số bán lẻ giảm 0.6%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2021 và nhiều hơn dự đoán của Dow Jones về mức giảm 0.3%. Thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực với báo cáo này. Chỉ số trung bình của Dow Jones giảm 2.25% vào thứ Năm, trong khi S&P 500 giảm 2.49% và Nasdaq giảm 3.23%. Người tiêu dùng rút lại chi tiêu trong một số lĩnh vực bán lẻ. Nội thất giảm 2.6%, sản phẩm về vườn tược và vật liệu xây dựng giảm 2.5%, đại lý xe hơi và phụ tùng xe hơi giảm 2.3%. Doanh số bán lẻ trên trực tuyến cũng giảm xuống 0.9%. Liên quan tới cô Griner, nói rằng cô ấy sẽ ủng hộ những người Hoa Kỳ bị giam giữ ở nước ngoài, tiếp tục sự nghiệp. Cô sau bóng rổ Hoa Kỳ là Brittany Griner, người hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 12, đã rời một trung tâm y tế của quân đội, nơi mà cô đang hồi phục sau khi được thả khỏi Nga, như một phần của cuộc trao đổi tù nhân. Cho biết là cô sẽ làm việc để giúp đưa những người Hoa Kỳ bị giam giữ khác về nhà và dự định tiếp tục sự nghiệp WNBA của cô. Cô Griner, người từng 2 lần giành huy chương vàng Olympic và 8 lần đạt giải All-Star của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Nữ, viết tắt là WNBA, rời Trung tâm Y tế Quân đội Brooke một tuần sau khi cô đến Fort Sam Houston ở Texas. Thông tấn CNN đã đưa tin như trên.
ngôi sao bóng rổ Brittany Griner đã trò chuyện với đặc phái viên tổng thống về các vấn đề con tin ngay khi lên máy bay chính phủ Hoa Kỳ để về nước. Tôi ở trong tù và nghe tiếng Nga suốt 10 tháng rồi, tôi muốn nói chuyện. Ngôi sao bóng rổ Brittany Griner đã nói với Roger Corton, là đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề con tin và là người đã giúp cho cô Griner trở lại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 12. Sau đó, cô Griner đã nói với ông Corton về những người khác trên máy bay. Nhưng trước hết, những người này là ai? Cô Griner đi ngang qua tôi và đến gặp từng thành viên trong phi hành đoàn, nhìn vào mắt họ, bắt tay và hỏi tên, cũng như giao thiệp với họ. Ông Corton đã kể lại trong một cuộc phỏng vấn của CNN. Điều đó thực sự tuyệt vời. Trong suốt chuyến bay kéo dài 18 giờ, ngôi sao bóng rổ của Hoa Kỳ đã dành khoảng 12 giờ để nói chuyện với những người khác trên máy bay. Và chính phủ của Hoa Kỳ kiện thống đốc của tiểu bang Arizona vì bức tường container. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang kiện thống đốc của tiểu bang Arizona về việc xây dựng hàng rào tạm thời bằng container ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mẹ Tây Cơ. Đài truyền hình BBC đã đưa tin vào ngày 15 tháng 12. Thống đốc Dostucci bắt đầu xây hàng rào vào đầu năm nay, vừa nói rằng việc này nhằm bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, chính phủ đã cho rằng tiểu bang Arizona đã xâm phạm các vùng đất liên bang. Hàng trăm nghìn người đã bị giam giữ khi cố gắng vượt biên vào Hoa Kỳ trong những tháng gần đây. Tổng thống Joe Biden đã bị các thành viên đảng đối lập, bao gồm cả thống đốc của tiểu bang đảng là đảng Cộng Hòa, ông Ducey, chỉ trích về cách chính quyền của ông xử sự các vấn đề về biên giới. Hành động pháp lý nói trên đã diễn ra 3 tuần trước ngày cuối cùng tại vị của thống đốc ông Ducey. Đảng viên Dân Chủ Kathy Hobbs sẽ là người thay thế ông. Trước đó, bà Hobbs đã cho biết bà phản đối hàng rào container do ông Ducey thiết lập. Bà Hobbs vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với các container một khi nhậm chức. Bà cho biết mình đang xem xét tất cả các khả năng, đồng thời cảnh giác rằng việc tháo dỡ hàng container có thể khá tốn kém. Vừa rồi là phần tin thế giới và Hoa Kỳ, sau đây chúng tôi xin được lược qua các phần tin chính của Á Châu Việt Nam. Và sau đó xin mời quý vị theo dõi phần bảo trợ của các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho phần tin tổng hợp cuối tuần hôm nay. Ấn Độ có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030. Trung Cộng phản đối Hoa Kỳ đưa 36 công ty vào danh sách đen hạn chế xuất cảng. Hàng chục hạ nghị sĩ Thái Lan từ nhiệm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Con trai út của Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử bí thư Trung ương Đoàn. Doanh nghiệp Việt Nam kiện Amazon đòi bồi thường 280 triệu Mỹ Kim.